Nào, bây giờ trước khi mà chúng ta đến với lại một chuyên mục nữa thì Thảo Nguyên muốn hỏi Hồng Nhung với lại Linh Đan, hai bạn có muốn làm giàu không? Câu hỏi này nó thường lắm không? Giàu về gì? Về tâm hồn hay là về vật chất? Về vật chất chứ. Linh đang nghĩ là nếu như mà vừa giàu về vật chất mà bên cạnh đó chúng ta cũng giàu về tâm hồn thì nó sẽ tốt. Đúng rồi, càng tốt hơn. Nhưng mà làm giàu thì có rất nhiều cách khác nhau. Có nhiều người thì họ lười lao động, họ đi trộm cắp. Và có nhiều người thì họ sẽ tích lũy kinh nghiệm từ những người đã đi trước. Hoặc có những người là bố mẹ để tiền của lại cho họ kinh doanh. Vân vân, có rất nhiều cách khác nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cách làm giàu mà Thảo Nguyên nghĩ rằng là từ cuốn sách này sẽ cho mình rất nhiều sự trải nghiệm khác nhau. Và cuốn sách mà Thảo Nguyên đang cùng muốn giới thiệu đến tất cả quý vị, đây là cuốn sách được mang tên Nghĩ giàu, làm giàu và trải nghiệm ở Việt Nam. Và quyển sách này là của hai tác giả Napoleon Hill và Charles Grandfort. Và trước khi mà chúng ta cùng đi vào một số nội dung khá là thú vị của quyển sách này thì chúng ta hãy dành một ít thời gian thôi để tìm hiểu về hai tác giả của chúng ta, đó là ông Napoleon Hill và Charles Grandfort. Được biết, Napoleon Hill là một trong những nhân vật thành đạt nhất của nước Mỹ, tác giả cuốn sách Think and Grow Rich, nổi tiếng luôn dẫn đầu danh sách những tác phẩm bán chạy nhất. Còn giáo sư Charles Grandfort thì cũng là người đã từng vấp ngã nhiều lần trên phương diện tài chính như Napoleon Hill, và nhờ vậy mà khi nhìn lại, ông đã nhận ra rằng những sai phạm do cố tìm cách để thành công giờ đây lại mách cho mình biết rằng mình phải làm gì và làm như thế nào để thành công hơn nữa. Và điều giá trị ở trong quyển sách này đó chính là những kinh nghiệm làm giàu thì nó không phải là những triết lý sâu xa mà nó xuất phát từ những trải nghiệm của chính tác giả, cho nên là được những người ưa thích làm giàu trong cuộc sống rất là tìm kiếm quyển sách này để họ có thêm được cho mình những trải nghiệm quý giá. Và thưa quý vị, đối với lại Charles Grandfort thì phải nói rằng là ông đã trải qua một cái tuổi thơ rất là khó khăn, và đa phần rằng là ông không có như các bạn trẻ cùng trang cùng lứa với mình là thích cái gì bố mẹ mình mua cái đó, mà lúc đó ông rất là thiếu thốn. Ông sinh năm 1940 tại Oklahoma, và bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe việc mà khi lớn lên ông đã tự bỏ tiền của mình ra để mua những món ngày xưa mà ông thích như thế nào nhé. Thì đầu tiên, ông nhờ mẹ đặt mua thiệp Giáng sinh rồi tìm cách bán lại. Sau đó, ông xách xô và xà phòng đến khu nhà tập thể dành cho người độc thân của công ty cách nhà 2 dặm để lau dọn phòng cho mọi người ở đó và kiếm tiền. Và cũng chính tại đây ông đã học được bài học thứ nhất, đó chính là đừng tranh cãi giá cả mà hãy vui vẻ nhận việc và để những người đàn ông ấy tự quyết định thù lao. Vì khi họ đã trở thành bạn bè và có thiện cảm với ông sẽ nhận được khoản tiền nhiều hơn mức giá mà ông có thể thương lượng được. Vâng, quả đó là một bài học khá là thông minh và thú vị đúng không ạ? Và khi lên 7 tuổi thì ông đã chuyển sang mua bán truyện cười, với một đoạn trong quyển sách này như sau. Lên 7 tuổi, ông chuyển sang mua bán truyện cười và bố mẹ của cậu bé đã bán truyện cho ông, đến đòi mua lại số truyện đó vì cho rằng con họ đã bán chỗ truyện ấy cho ông với giá rẻ mạt. Và ông học được bài học thứ hai, đó là lúc nào cũng phải trả giá hời cho người khác, vì trong chuyện mua bán, cả hai phải cùng có lợi, bằng không bạn sẽ chẳng bao giờ giàu có được. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng ông đã trở thành thương nhân khi chỉ vừa mới 7 tuổi thôi ạ. Thương nhân khi vừa mới 7 tuổi, đó là cả một cái quá trình ông đã cùng chắt lọc lại và cho ra một cuốn sách rất là ý nghĩa này. Và trong quá trình mà ông chắt lọc những cái thông tin, rồi những câu chuyện và những suy nghĩ của mình trong quá trình làm giàu, thì ông cũng có những cái câu rất là hay, thí dụ như là không bao giờ chịu đầu hàng. Thành công là một hành trình chứ không phải là đích đến, phải luôn suy nghĩ và sáng tạo. Thì bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về cuốn sách Nghĩ giàu, làm giàu và trải nghiệm ở Việt Nam nhé. Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu về lý do tại sao mà Napoleon Hill và Charles Bancroft lại cùng nhau viết nên cuốn sách này. Thì vào năm 1960, Napoleon Hill và Charles Bancroft bắt đầu cộng tác với nhau. Trong những năm 60, họ tìm cách thực hiện ý tưởng của Charles, đó là đưa những quyển sách vào trong băng cassette, và sau rất là nhiều lần thất bại, nhưng mà họ không vì thế mà chán nản, mà tiếp tục nỗ lực. Ông đã thành công và là người đầu tiên trên thế giới sản xuất sách nói thương mại, đã bán ra được hàng triệu băng cassette mang tên Think and Grow Rich qua hệ thống bán hàng Amway, và ông đã trở thành triệu phú vào năm chỉ mới 21 tuổi thưa quý vị. Sau đó, Charles Grandfort đã trở thành một người bán hàng quốc tế giỏi nhất, và ông cũng đã đúc kết kinh nghiệm về những phương thức bán hàng của mình trong quyển sách này. Ví dụ như là cách trò chuyện của người bán đối với người mua như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc qua một vài dòng trong quyển sách này nhé.
Cách trò chuyện, giọng điệu nói chuyện của một người bán hàng thành công phải dễ chịu. Giọng the thé sẽ khiến người nghe rất là khó chịu. Nói lí nhí trong miệng cũng khiến người nghe khó hiểu nữa, hãy nói rõ ràng hơn. Một giọng nói quá nhu mì sẽ cho thấy đó là một con người yếu đuối. Một giọng nói chắc chắn, dứt khoát và rõ ràng đi kèm với sự trấn an và sống động, thể hiện một người năng nổ đầy nhiệt huyết và tính xông xáo. Và có một thói quen mà Thảo Nguyên nghĩ rằng là cái thói quen này tạo nên ông là một nhà triệu phú khi ở độ tuổi 21. Đó là cái việc bình thường thôi. Từ những việc mà chúng ta thấy rất nhỏ, khách hàng là thượng đế. Mình sẽ cùng tìm hiểu thói quen quan sát khi bán hàng của ông là như thế nào ở trang 106. Người bán hàng xuất sắc là người quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết, từng lời nói, nét mặt và cử chỉ của khách hàng đều được anh ta quan sát và đo lường chính xác. Người bán hàng xuất sắc không chỉ quan sát và phân tích chính xác tất cả những gì khách hàng nói và thể hiện, mà còn suy diễn được cả những gì họ không nói ra hay làm. Tóm lại là không gì có thể thoát khỏi sự chú ý của anh ta. Và với những thói quen, những quan sát như vậy, ông bắt đầu đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, từ máy tập thể dục điện tử cho đến địa ốc, khí đốt, nhà nghỉ, bất động sản, trang trại đại điểu, môn thể thao polo. Và ông đã sở hữu khối tài sản 44 triệu đô la Mỹ vào năm ông 52 tuổi. Thành công trên lĩnh vực thương trường là thế, nhưng trong đời sống tình cảm và gia đình, ông lại gặp bất hạnh khi vợ ông và nhân tình đã tìm cách đưa ông vào tù để chiếm đoạt toàn bộ số lượng tài sản. Với niềm kiêu hãnh và sự tự tin vào tài năng của mình, ông đã từ bỏ vụ kiện tranh chấp tài sản với vợ và khăn gói lên đường sang một đất nước khác để gây dựng lại sự nghiệp. Khi đó thì trong túi ông chỉ có vỏn vẹn là 1.000 đô la mà thôi, nhưng ông đã quyết tâm chứng minh lần nữa triết lý làm giàu của mình. Và gặp nhiều biến cố ở lần thứ hai, lần lập nghiệp thứ hai này, thì Charles Grandford đến Việt Nam của chúng ta để giảng dạy chỉ với có 1.000 đô la mà thôi, cùng với lại kiến thức của mình. Và ông là giáo sư hướng dẫn luận văn tiến sĩ cho các nghiên cứu tại Philippine State University. Và ông còn là trưởng khoa danh dự của khoa quản trị kinh doanh Đại học Nguyễn Tất Thành của Việt Nam. Những năm gần đây thì ông dành thời gian để phát triển một chương trình giảng dạy mới nhằm huấn luyện phát triển não phải cho trẻ em mầm non. Và chúng ta có thể thấy là qua những cái câu chuyện của ông, những câu chuyện mang đầy tính thăng trầm thì có lẽ cũng đã phần nào tiếp thêm nghị lực cho các bạn trẻ mà va vấp phải những sự cố trong cuộc sống này. Và chưa bao giờ mà có thể nói là khát vọng làm giàu một cách chân chính lại được nhiều người quan tâm đến như vậy, nhất là ở giới trẻ. Nhưng làm thế nào để có thể những người mới khởi nghiệp hiện thực hóa được ước vọng làm giàu của mình vẫn là một câu hỏi rất là lớn. Và câu chuyện gần gũi mà Charles Grandford đã chia sẻ với những kinh nghiệm làm giàu kinh điển của Napoleon Hill trong cuốn sách Nghĩ giàu, làm giàu và trải nghiệm ở Việt Nam sẽ góp phần giải đáp câu hỏi đó cho các bạn. Và đặc biệt là trong phần phụ lục của quyển sách này còn viết về những gương doanh nhân Việt Nam thành công như ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông chủ hãng cà phê Trung Nguyên và được mệnh danh là Vua Cà phê Việt, ông Nguyễn Minh Tuấn, ông chủ của thương hiệu Kèm Nghĩa, hay ông Lý Ngọc Minh, người khai sinh ra công ty gốm sứ Minh Long, v.v. Mỗi một câu chuyện của các doanh nhân là một bài học làm giàu quý giá mà tất cả đều bắt đầu từ những bước thấp nhất, sau này sẽ có được một cuộc sống giàu sang khi họ cố gắng. Thưa quý vị, đối với lại cuốn sách Nghĩ giàu, làm giàu và trải nghiệm ở Việt Nam thì điều mà Thảo Nguyên cảm thấy quý nhất ở ông đó chính là ông đến Việt Nam của chúng ta và khởi điểm chỉ có 1.000 đô la mà thôi. Nhưng mà đến thời điểm này ông là một người rất là giàu, không những giàu về kinh nghiệm mà còn giàu về cả tấm lòng. Bằng cách là ông đã cho ra cuốn sách này để giúp cho mọi người đều làm giàu. Bởi vì Thảo Nguyên thấy đôi khi người ta giàu nhưng người ta cũng giấu bí kíp, đúng không? Không cho ai biết. Nhưng mà với ông thì ông lại cho ra cuốn sách này. Nó vui là như vậy, nhưng thật sự ra thì Thảo Nguyên thấy rằng là nếu như mà chúng ta đợi đến khi mình thành công mình làm thì lúc đó mình đã thật sự thất bại. Hãy trải nghiệm ngay từ bây giờ, đúng không nào? Vâng, và khi mà cầm quyển sách này lên và thoạt đầu đọc về cái tựa đề của quyển sách đó là Nghĩ giàu, làm giàu thì chắc hẳn là trong mỗi người cũng sẽ có những cái suy nghĩ vô cùng tiêu cực và bảo rằng tại sao quá chú trọng về cái việc là
nghĩ cái cách để mà kiếm nhiều tiền, tại sao sống vật chất quá vậy? Thế nhưng mà sau những câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ đằng sau quyển sách này thì hy vọng mọi người cũng sẽ thấy được cái bài học ẩn đằng sau đó. Đó chính là sau thất bại thì mọi người hãy tự tin đứng dậy để lấy lại niềm tin và đừng bao giờ đánh mất khát vọng của mình trong cuộc sống, để thấy rằng trong mỗi thất bại đều ẩn chứa một hạt mầm để thành công. Và được chia sẻ thêm là cuốn sách này được nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành qua bản dịch của First News và giá bìa là 98.000. Chúng ta hãy cùng tìm đọc nếu như mà mình thấy rằng quyển sách thực sự mang lại cho mình một bài học, một ý nghĩa trong cuộc sống quý vị nhé. Và đặc biệt chương trình siêu thị của